Không khó để có thể nhận thấy rằng mặc dù chưa được ra mắt, thế nhưng Tank, Apex và cả Red team 2 nữa cũng đã thể hiện được ít nhiều chúng đỉnh nóc, kịch trần bay phấp phới như thế nào. Điều này được chứng minh ngay trong hàng loạt bình luận của anh em trong video này. Chỉ cần nhìn lướt qua là đã có hàng loạt đánh giá cũng như dự đoán sức mạnh của từng trait sẽ phù hợp như thế nào với các unit trong đội hình mà chúng ta đang sở hữu. Thế nhưng mà có lẽ tất cả những tính toán đó của chúng ta sẽ phải tạm hoãn lại một chút, bởi ngay trên trang Discord chính thức của nhà phát hành Anime Defenders đã gửi một thông báo khẩn như sau. Gửi tới tất cả mọi người, tôi xin lỗi vì đã cập nhật chậm. Một nửa nhóm phát triển của chúng tôi đang ở Florida và đây là lần sơ tán bắt buộc thứ 2 của chúng tôi khỏi cơn bão. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại đúng với tiến độ. Vui lòng hãy theo dõi kênh Snick để biết thêm bất kể thông tin nào về bản cập nhật tiếp theo này. Có thể mọi người đã biết, theo những gì mà phương tiện truyền thông trong nước cũng như quốc tế đã đưa tin, thì siêu bão có tên là Milton đang đổ bộ và càn quét bên đấy. Và Florida, nơi đội ngũ nhà phát triển con game này đang làm việc, thì chịu ảnh hưởng rất là nặng, cũng giống như ở Việt Nam chúng ta vừa trải qua vậy. Chính vì lẽ đó, nên theo đúng thông tin mà quản trị viên trên kênh Discord Anime Defenders đã thông báo, thì chắc chắn bản update sẽ tiếp tục bị trì hoãn, thay vì đúng kế hoạch là cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 như ban đầu dự định. Thế nên, dù chưa có thể được trải nghiệm những tính năng cực kỳ hay ho cùng với một loạt trait mới đi kèm với bản cập nhật 7 Anime Defenders, thì trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua 3 unit siêu ngon, ngay cả khi anh em không cần tới những trait mới, thậm chí khỏi cần quan tâm tới cả Almighty hay là Requiem thì nó vẫn cứ là ok luôn. Chào mừng mọi người trở lại với chơi game của Bốn Nút và lại là mình Quang đây. Ấy anh em cứ bình tĩnh, thể nào cũng có một số pro là có khi chưa xem hết video đã vội nhảy vào bình luận rồi. Requiem, Almighty hay mấy trait mới tất nhiên là ngon. Chúng ta không thể phủ nhận được một sự thật là như vậy. Với sức mạnh và những gì nó có thể đem lại cho từng unit cũng như cả đội hình thì việc sở hữu ít nhất một trong những dòng đó là điều rất cần thiết nếu anh em muốn chinh phục tất cả các chế độ chơi một cách ngon lành. Quá chuẩn luôn! Thế nhưng trước khi cùng nhau phân tích nội dung mà mình vừa đề cập thì chúng ta vẫn như mọi khi cứ đến với những câu hỏi và bình luận của anh em ở các video trước đã cái nhở. Anh ơi, Scar V2 nên lên Sonic hay độ chính xác là ngon ạ? Để anh xem nào, việc so sánh và lựa chọn giữa Sonic và Pre-Season thực ra không quá khó đâu. Khoa này nói đến việc trade nào ổn hơn trade nào, mà cái chính sẽ nằm ở việc em sẽ sử dụng Scout Vindicator cho chế độ chơi nào và đội hình ra sao. Điều đó sẽ quyết định hướng đi dành cho việc sử dụng trade nào trên từng unit. Để anh thử phân tích và lấy ví dụ như thế này nhé. Đầu tiên, Scout Vindicator là một trong những unit đạt được 4 con, thế nên việc sử dụng cả 3 trade hiếm ngoại trừ Almighty đều là sự lựa chọn rất hợp lý dành cho unit này. Thế nhưng nếu để tối ưu và phù hợp với nhiều đội hình thì chắc chắn anh sẽ tin dùng Requiem hơn cả. Tuy nhiên, như anh vừa có nói, dù là đập gì cho nó thì quan trọng vẫn là ở em thích Scar Vindicator đi cùng những unit nào. Giả sử update 7 Anime Defenders, em muốn Scar Vindicator trở thành unit gây đam với Crit là trọng tâm của tất cả đội hình đó. Kiểu như nó sẽ đi kèm với cả berserker, legion, assassin hay kể cả là Sharp Shooter chẳng hạn. Thì tại sao lại không Pre-Season cho Scar Vindicator nhở? Thế là em sẽ có một unit vừa đánh ra vừa nổ đam tưng bừng luôn. Ngược lại, bởi bản chất của unit này không có nội tại gì đặc biệt ngoài khoảng cách tấn công siêu rộng và được coi là lớn nhất Anime Defenders. Thế em nghĩ sao về việc biến nó trở thành một support đích thực với bộ đôi Sonic kết hợp với cả Divine nhỉ? Đã bắn nhanh, tấn công rộng lại còn khiến quái bị đi ngược. Em cứ hình dung 4 con cùng bắn trưởng như súng máy, thế thì quái có mà dính hiệu ứng liên tục. Vậy chả phải nó cũng rất là hợp lý hay sao? Đúng, hợp lý. Tóm lại, trait gì hay kể cả spirit nào thì anh em cứ cân nhắc thật kỹ dựa trên chính đội hình mình đang có nhé. Đừng vội vàng reroll khi mà anh em chưa hiểu hết mục đích sử dụng của nó. Cứ từ từ, bình tĩnh, suy xét. Chắc chắn mọi người sẽ tìm ra được mảnh ghép phù hợp nhất cho từng unit của mình mà thôi. Còn nếu anh em nào vẫn còn đang lăn tăn chuyện trait này trait kia, chưa biết cách phân loại cũng như sử dụng chúng sao cho hiệu quả nhất, thế thì hãy tiếp tục đến với nội dung chính của video ngày hôm nay ngay sau đây để cùng mình tìm hiểu nhé. Và vẫn như mọi khi, anh em đừng quên dừng lại một chút để like và đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn giờ thì bắt đầu thôi. Như ở đầu video cũng như ở mấy video trước mình đã chia sẻ thì công bằng mà nói, tất cả các trait mới thực sự rất là mạnh. Thậm chí nếu khéo léo kết hợp với từng unit cụ thể thì Almighty cũng chỉ còn là cái tên mà thôi. Tuy nhiên, trong một số đội hình không nhất thiết lúc nào cũng phải là Requiem, Almighty hay sau này là Tank hay là Apex. Bởi thực tế mà nói, cũng như những gì mình vừa chứng minh ngay ở trong câu trả lời của mình với một bạn đã bình luận trên kênh, thì rõ ràng rằng tùy vào từng đội hình mà các unit sẽ cần những trait cùng với những vai trò khác nhau, miễn sao cho nó phù hợp nhất để tất cả các unit đều có thể phát huy được sức mạnh riêng của chúng. Để dẫn chứng cho những gì mình vừa đề cập thì có lẽ chúng ta cứ thẳng tiến đến với unit đầu tiên. Một unit cũng đã xuất hiện trong chính update 6 Anime Defenders lần này, và đó chính là Curse Overlord. Cách đây vài ngày, mình cũng đã từng lên video về chính unit này, nên chắc chắn những anh em thường xuyên theo dõi cũng như ủng hộ 4nút sẽ nhớ ngay đến đoạn mà mình có đề cập về đánh giá của một game thủ nước ngoài về unit này. Và trong video ngày hôm nay, mình cũng sẽ dựa trên những ý kiến đó để có thể chia sẻ lại với anh em về Curse Overlord. Có thể nói, nó là một unit vô cùng đặc biệt. Đấy là chẳng cần phải Almighty thì nó cũng chỉ có thể đạt được một con duy nhất trên bản đồ sau khi tiến hóa lần 2 từ Curse Lord lên. Thế nhưng, đấy chưa phải là yếu tố duy nhất khiến mình không lựa chọn Requiem hay kể cả Almighty cho nó. Bởi sự vô cùng đặc biệt mà mình vừa nói, không chỉ ở việc nó đạt được mỗi một con mà nằm ở chính kỹ năng nội tại của unit này. Theo thông tin chính xác từ phần mô tả của kỹ năng này thì Curse Overlord sẽ tung ra rất nhiều phát cắt trong phạm vi công kích, và thay vì gây đam đơn thuần theo phần trăm chỉ số sát thương như bao unit khác thì nó lại trực tiếp trừ luôn 50% máu của kẻ địch, bất chấp quái có bao nhiêu giáp đi chăng nữa. Điều này thể nào cũng khiến một số anh em fan ruột của chú thuật hồi chiến Jujutsu Kaisen dễ dàng liên tưởng đến cảnh này. Và đấy, như anh em thấy, nó đâu có cần đam to đam nhỏ để mà công kích lên kẻ địch đâu. Mà sức mạnh thực sự của unit này chính là auto khiến tất cả quân địch ít máu đi một nửa đấy chứ. Thế thì thay vì là Almighty hay là Requiem, tại sao anh em không lựa chọn Bonsai với khả năng tăng 25% khoảng cách tấn công kết hợp với cả Dark Spirit? Thế thì có phải là vô cùng hợp lý không? Quay ra trade với Spirit đó thì chắc chắn phải dễ hơn nhiều so với Almighty và Requiem, cũng như kể cả Apex cùng với Tank là điều đương nhiên rồi, phải không nào anh em? Thế thì nếu dựa trên cách tính toán như vậy, anh em có đoán được unit thứ hai mà mình muốn đề cập là con nào không? Tất nhiên rồi, chắc chắn sẽ lại là một unit hỗ trợ nữa, mà con này thì được nằm trong top những support đỉnh nhất Anime Defenders luôn. Trời ơi, dễ chưa? Dễ chưa? Ai đã biết trước cả khi mình bật mí ngay sau đây thì hãy bình luận xuống bên dưới nhé. Vâng, đó chính là Ice Dragon Queen, một mythic ngon đỉnh và đặc biệt hữu dụng. Nhiều anh em còn cho rằng nếu rồng măng mà được double evil thì chắc khó có unit nào cạnh tranh được vị trí support của nó. Tại sao nhiều anh em lại thích Dragon Queen đến vậy? Tất cả cũng lại chính nhờ kỹ năng bị động của nó. Kỹ năng này cho phép tất cả đòn đánh của unit này sẽ đóng băng kẻ địch đúng nghĩa trong tận 4 giây và chỉ mất có 6 giây để hồi chiêu mà thôi. Hơn cả, khi đạt cấp độ tối đa, Ice Dragon Queen còn có thể công kích toàn phạm vi tấn công. Vậy nên nếu anh em đặt 3 con trên bản đồ một cách khéo léo thì đảm bảo cứ đi một đoạn là đám quái lại đứng im chịu đòn. Đừng so sánh dòng băng với mấy unit làm chậm kiểu Poseidon nhé, bởi riêng hiệu ứng đóng băng đứng im thì vẫn cứ phải là ngon hơn chứ. Chính vì lẽ đó cũng sẽ giống như Curse Overlord, chúng ta đừng nên đem hết vốn liếng đập vào Ice Dragon Queen để lấy chết khủng làm gì cả. Bonsai cộng với cả Dark Spirit là quá ngon bổ rẻ mà vẫn hiệu quả vô cùng. Nhắc đến hai unit có thiên hướng support, không cần tốn kém đập trade mới rồi. Thế thì unit thứ 3, unit cuối cùng, để mình chọn một con tấn công đi cho nó khác lạ nhở. Như tất cả những thông tin mà hầu như anh em đều đã nắm được sơ qua thì các trade sắp ra mắt ở trong update 7 Anime Defenders hầu như sẽ cực kỳ lợi hại cho các unit đam chủ lực, với sự bổ sung sức mạnh phải nói là rất đáng kể. Thế nhưng nếu không phải unit ở vị trí công kích gây sát thương lớn nhất đội hình thì sao? Chúng ta có thực sự cần những trade mới đó hay không? Nếu mọi người cũng nghĩ giống mình thì Either Knight hay một số các unit dùng để def đầu game thực sự không quá cần các trait đó. Tất nhiên nếu quay trúng được thì quá là tốt rồi. Nhưng với ý kiến chủ quan của mình thì ví dụ như Ethan Knights, nó chỉ cần Sonic đi kèm với cả Storm Spirit là quá đủ, chứ khỏi cần phải Requiem như con mà mình đang có để làm gì cả. Tại sao mình lại nói như vậy? Anh em cứ nghĩ mà xem, Với 500 tiền, đã thấy còn đạt được tận 5 con, cùng với sức mạnh không hề tệ, vì suy cho cùng nó vẫn là Secret mà. Thì Ethan Knights sinh ra là để cho anh em muốn thủ thành từ những giây đầu tiên, và cũng chính bởi mục đích là như vậy, thế thì việc chúng ta có hay không đập được cho unit này một trong những trait mới thực sự cũng không sao cả. Tuy nhiên, mình cũng vẫn phải nhắc lại với anh em rằng, tuy bản update 7 Anime Defenders vẫn chưa được nhà phát hành tung ra, đồng thời không chỉ 3 unit mà mình vừa đề cập trên mà vẫn còn có thể có những unit khác không cần tới sức mạnh của các trait mới. Nhưng cá nhân mình thì cũng không hề phủ nhận những giá trị mà trait đó có thể đem lại. Còn mọi người trong phạm vi có thể mà thấy phù hợp thì cứ mạnh dạn mà reroll cho các unit của bản thân để trải nghiệm xem sao. Còn những gì mình chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ dành cho một số anh em không dư giả crystal và muốn đập được những dòng phù hợp lại còn hợp lý nhất với những gì mà bản thân mình đang có. Tóm lại, nếu anh em nào có ý tưởng hay về việc sử dụng các trait mới cũng như toàn bộ các trait đang có hiện tại thì đừng ngần ngại, hãy bình luận ngay ở bên dưới để chúng ta có thể cùng thảo luận xem sao nhé. Và tất nhiên rồi, trước khi kết thúc video ngày hôm nay tại đây, anh em nào chưa like và chưa đăng ký kênh thì đừng quên dừng lại một chút để ủng hộ mình cùng cả team một nút nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.